Nào, đụng đi còn gì nữa. Chào các bạn, ngày hôm Hello. nay thì lâu lắm rồi mới lên cái video này cho mọi người. Qua cái cơn bão ra gì vừa rồi thì mọi người cũng biết đấy, ở trên Lào Cai này nặng nề nhất là ở trên thôn Nủ đấy, mọi người cũng biết. Thì ở Lục Ngạn thì có được như vậy không, nhưng mà rất là may mắn là ở Lục Ngạn thì không có mất mát về người. Các bạn ở trên mạng cũng đã nói rồi, còn người là con của. Vậy nên cái vườn táo nhà mình cũng như là vườn táo cả cái khu vực cánh đồng ở dưới đằng sau lưng mình đây, ở dưới cánh tay mình chỉ đây, thì cũng đã nát tan hết rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình đang buộc giàn táo ở vườn nhà mình đấy. Hai anh em quê thì ngày hôm nay bắt đầu mới đi buộc giàn táo. Hôm nay thì mình cũng đi làm ở xa về, rất nhiều mọi người có hỏi là anh em quê đâu rồi mà lâu không thấy xuất hiện. Thì xin chia sẻ với mọi người là kinh tế khó khăn quá, cuộc sống còn nghèo, thế nên là còn phải đi ra ngoài làm công nhân. Nói thật với mọi người là đi làm công nhân đấy, để đi kiếm cái miếng cơm, kiếm miếng nước để nuôi thân, nuôi gia đình. Đấy, đam mê thì nó đứt đoạn, gãy đoạn như thế đấy, nó không theo được đam mê. Hôm nay anh em mình thì về tranh thủ chủ nhật thôi. Đấy, đi về phụ giúp gia đình, phụ giúp bố mẹ. Lâu không làm công việc, nói thật với mọi người là ngày hôm nay siết tay cũng rát rần rạt đỏ tay rồi đấy. Đúng không em? Đúng không? Không phải là đỏ tay mà em chuẩn bị em phòng lên. Lâu không làm. Buộc lốt cái giữa xong để anh buộc cái đầu này. Ok luôn. Đấy, anh em cũng có thể thấy được là cái quang cảnh nhà mình sẽ đặt mic thôi, chứ mình có không, à mình đặt máy quay thôi, chứ mình không có đi quay được các quang cảnh đẹp cho mọi người. Đấy, sau cái video này thì mình sẽ có cái video là đi làm quay ở dưới dưới cánh đồng cho mọi người xem, với lại khu vực vườn vải xem như thế nào. Quay cho mọi nói người. Chung là khu của cánh đồng là em nghĩ là sau cơn bão là táo là cũng gãy, là mùa nó tan táp hết. Nếu mà trước đây cái tháng trước mà tôi về từ Tết về là từ cánh đồng tôi đẹp lắm, đẹp như kiểu trên Hà Nội mà mái đèn lấp lánh ấy. Ban đêm phải quay được ban đêm cho mọi người xem mới đẹp. Đấy, tại vì là dưới ban cánh lấp đồng, lánh luôn. Dưới cánh đồng nhà mình là đa phần ấy là đều 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 cái gì ta? Thắp đèn nhỉ? Thắp đèn. Thắp đèn. Đấy. Thắp đèn để cho âm thụ phấn. Ừ. Có khi cho, là cho đạt, gọi là cho đạt kết quả cao đấy. Nếu mà như mọi năm thì có khi là năm nay, có khi là năm nay nếu mà các bạn bảo là muốn ăn táo của Lục Ngạn có khi là không có đâu. Một là có thì chắc cũng là đắt đấy. Đúng. Không 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 cần phải lôi để đấy em này. Ok đấy, được rồi. Nói chung là giá táo của Lục Ngạn năm nay là có thể là căng đấy, tại vì là đa phần một số vườn là coi như gãy gãy tận gốc luôn. Thế như vườn nhà mình đây thì vườn nhà tôi thì nó gãy thì nó xước. Mọi người không biết đâu, cái chỗ góc quay tôi quay là tôi chọn cái góc quay là cây nó không bị xước rồi, tí tôi quay cho mọi người. Những cái góc ở phía bên này này là nó xước hết rồi. Đấy. Anh em thông cảm là vườn này bây giờ cây cây thì còn cây vải thì được cái là nó trồng lâu năm và rễ nó bám sâu rồi. Với lại là cây vải nó thấp. Cành nó khỏe nên nó không bị xước. Chứ còn nói thật với mọi người cây vải mà đúng cái thời điểm mà vào cái tháng 6 vụ vải thì có mà nát hết nhỉ, làm gì có quả gì, đâu có quả gì. Đấy, ngày hôm nay nhà mình thì về đây, về nhà buộc giàn táo phụ mẹ phụ bố đấy, quay cho anh em xem là bảo tại sao mà lâu lắm chả đấy về chả lấy lên video. Thì video hôm nay nó chỉ vô chi nhẹ nhàng như này thôi. Rất nhiều bạn bảo là muốn về quê trồng rau nuôi cá, tôi nói thật các bạn là những người mà về quê trồng rau nuôi cá đa phần là trong tài khoản là có mấy con số và có tài khoản tiết kiệm rồi thì mới về được. Chứ còn như thế này nói thật với mọi người nha, bàn tay nha, rát rạt rồi. Bảo muốn bỏ quê, à bỏ đi làm về quê trồng rau nuôi cá, đầu tiên nhà phải có đất, hai phải có tiền tiết kiệm. Cứ phải có vốn trước thì mới bỏ quê, à bỏ phố về quê được. Cái đoạn đầu vốn nó tốn lắm các bạn ạ, không không đơn giản đâu. Tôi cũng muốn bỏ phố về quê lắm nhưng mà chưa bỏ được. Nói chung mà bây giờ mà cứ bỏ phố về trong tay mà không có đây, mấy đây, con số là cũng làm cái thanh ngang ra đi. Rồi rồi từ thanh từ đang phát ra bị tuột. Chứ bây giờ bảo là đi vào mà không có đồng nào thì kinh phí hàng ngày đâu, đúng không? Ừ. Làm không ra thì lấy cái gì? Hơi khó. Bây giờ nhiều bạn cứ bảo bỏ phố về quê, tôi thật với bạn nhưng bỏ phố về quê khó lắm. Những cái bạn đấy bỏ phố về quê đa phần là nó có vốn hết rồi. Có rất nhiều nhà khởi nghiệp bỏ phố về quê đa phần có vốn, ví dụ như là nông sản Pro ở trên Lạng Sơn, Hữu Lũng Lạng Sơn đấy đó.
hay là ở Lục Ngạn. Lục Ngạn cũng có rất nhiều các anh mà trồng đấy. Thế nhưng mà đa phần là có vốn hết rồi các bạn ạ, không phải đơn giản đâu, không phải đơn giản mà các anh các chị bỏ được vốn thế đâu. Đấy, nói chung là em nghĩ ra cho là từ từ. Đây. Đúng không? Đấy. Trong tay không có tiền thì làm cái gì được ra? Người ta bỏ rồi. Có tiền mới làm phiền lòng người các bạn ạ, không có tiền thì không thể làm phiền lòng người đâu. Thế nên là muốn về quê sống ấy thì phải đầu tiên nhà phải có đất. Chưa phải mất tiền mua bất động sản nhé, bây giờ nhà phải có đất trước. Đấy, thứ hai đó là bạn phải có một cái số vốn đủ lớn. Đấy, sau đó là bạn về là bạn ví dụ bạn mô hình kinh doanh bạn trên núi bạn trồng cây ví dụ như là vải, táo, nhãn, bưởi hay là cái gì đây? Nói chung là cây ăn quả. Dưới thì dưới tán cây thì bạn trồng thêm những cái cây ngắn ngày ví dụ như là đỗ, đậu, lạc cái gì nhỉ? Bắp ngô nhỉ? Bắp ngô đấy. Chưa tính là những cây có củ ví dụ như khoai môn. Đấy. Lưa các kiểu. Củ nưa, ví dụ như mọi người đang thấy trước mặt đấy có cây củ nưa. Nếu mà dài ạ. À? Nhắc đến củ lưa. Hôm trước em vào trên chỗ thằng Dưỡng và mọi người cả trên Bắc Cạn không biết củ lưa là gì. Ở đồng nghiệp về đồng nghiệp đúng không? Về nhà đồng nghiệp. Về nhà đồng nghiệp đấy. Mà không biết củ lưa mà hôm đấy lại thời tiết thế mà không mưa. Em đi lộn cây lưa cho mọi người thử đấy. Mọi người bảo chết thôi, ở trên này thì nó bạt ngàn luôn. Người ta còn chặt đi, người ta còn không biết ăn. Đấy. Nói chung là sau đó thì ở dưới tán trồng thì chăn thêm, chăn nuôi thêm nữa chứ gà hoặc là vịt. Đấy, nhà này ví dụ thả vài con chó để cho nó vui cửa vui nhà chẳng hạn thế. Đấy, chưa tính là thả dê nhỉ. Đúng rồi. Đấy, thế sau đó thì thả dê thì chân đồi. Chắc chắn là các bạn phải có một cái ao nước để tích trữ nước để tưới cây. Đấy, thế dưới ao thì cá, nuôi cá, trên nuôi vịt. Đấy, ui này. Nói chung là để mà vốn đầu tư ban đầu xong là đâu có ao thì các bạn không thể đào bằng tay được. Thời buổi bây giờ đào bằng tay thì có mà huy động cả làng cũng phải nửa tháng. Thế mà bắt buộc là bây giờ các bạn phải thuê cần cầu. Tất cả các đất cây trồng các thứ là các bạn thuê cần cầu hết. Máy múc hết cho nhanh không? Máy múc hết thế thì tiền ấy tiền đâu ra đúng không? Xong chưa tính là các bạn phải ví dụ nhà mà chưa có máy thì các bạn phải có máy phát cỏ này. Đấy. Nói chung là phải có máy phát cỏ để các bạn phát. Sau đó thì có máy cày, máy xới. Ui nó nhiều lắm các bạn ạ. Không hề đơn giản đâu. Tưới cây thì phải cần máy bơm nước, mua vòi, mua dây điện. Ôi tốn lắm. Đấy, thế quay một ngày cũng sương phết. quay các bạn cho các bạn một góc này. Đấy, bây giờ thì chúng tôi sẽ di chuyển dần xuống dưới này thì bắt đầu tôi sẽ đặt máy quay dần sang bên phía bên này. Đây. Em hay xong lên chỗ bên góc này rồi. Đấy nhá, xong góc bên này. Đấy thì sẽ quay cho các bạn. Nói chung là cái video này nó sẽ dài lắm. Quay cho anh em xem. Đây. Đấy, đây là cái chuồng nuôi heo nhà tôi ở đằng sau phía anh em chúng tôi đang làm này. Đây là phía chuồng nuôi heo. Chỗ này thì nó không được góc cho lắm. Thế là nó sẽ hơi tối một chút xíu thì không biết anh em nhìn thế nào. Đấy, tôi không biết là nhìn có tối không. Mọi người nhìn có thấy em không nhỉ? Tôi sẽ cố gắng lên cho anh em xem. Em hãy đi vào chỗ kia để xem góc quay nó có tối này, quay cho khán giả xem như là. Đâu? Đấy. Có tối lắm không? À không tối đâu, cũng được. Cũng được, góc này thì cũng cho khán giả xem được. Nếu mà giờ dân Lục Ngạn nhìn phát biết ngay đây là đang làm gì đúng không? Quê tôi hai mùa nước lũ. Đây, cái nói chung là cái chỗ dàn này đây xem căn chỉnh lại cho các bạn nhé. Em đây, nghĩ là phải sửa lại cái dàn đoạn này này. Đây, cởi ra đã. Cởi ra đã không? Một clip khá là dài đấy. Đấy, khá là dài dành cho anh em. Đấy thì anh em có thể nhìn thấy đây. Nói chung là để mà đây đây. Rất nhiều các bạn trẻ là không biết cái cây này, các bạn ở thành phố là không biết cái cây này cây gì đâu. Đấy, tôi nhớ nhá, đây kỷ niệm, à thôi, tí nữa sẽ làm một cái video riêng về cái kỷ niệm cái cây đây này nhá. Làm súng phốp bằng cây tre ấy. Đúng rồi. Ừ đấy, thì tí nữa tôi sẽ quay trở lại cái clip và quay trở lại ngắn để giới thiệu cho anh em. Rất nhiều anh em trai phố là các bạn trẻ. Nhiều người không biết thật đấy chứ. Các bạn trẻ là sau 2K. Ví dụ như là từ năm sinh năm từ năm 2020 trở đi là không biết cái cây này rồi. Đấy. Thì tí nữa tôi sẽ giới thiệu cho những cái kỷ niệm ở quê mà dùng cái súng phốp mà tạo súng ấy. Đấy, ngày xưa là không có các đồ chơi như bây giờ mà có cầm súng nước mà bắn đâu. Đấy, ngày xưa là đa phần là sẽ dùng cái cây này. Thì tí nữa sẽ có một cái clip để quay hướng dẫn cho anh em mà cái cây này ăn rau rất là ngon. Đấy, cây này mà làm canh cua hay là canh tôm
nói chung là canh cua hay là canh 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 hến là đều ngon cả đấy. Đâu nếu mà thời của anh em mình là viết rau đay mì tôm, mì tôm ra hết được trong từ từ đặt, từ 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 để em phải cho cái này lên đó, ra giữ cái này cho em nào. Không, cái cây này để cho qua đi chứ không thì không, không qua được. Thôi được không? Không cần giữ đúng không? Đã. Buộc lại cả cây. Em đang tính buộc nó lên tí hết. Đoạn này nó hơi thấp, nó chóc hết vào mặt luôn. Ở đây xong, xong để lưng cái cây lên đấy, anh cởi cởi cái dàn bên này ra. Nên để buộc cái dàn này nó cao một tí, cái dàn này hơi đuối. Xong giữ cái cây này nhé, buộc đi xong giữ cây này. Đó. Giữ cây này đi, để anh cởi cây này lên để buộc, để lưng cái dàn này lên thôi. Hơi thấp. Không phải là hơi thấp mà buộc vào đấy nó không, em thấy nó không khả thi chứ. Không, thì buộc cao lên cho nó lên cao lên thôi. Đấy các bạn thấy không? Nói chung là về quê không đơn giản đâu. Đấy những cái kỷ niệm, nói chung là ai sinh ra ở thế hệ 9x là hay là cao hơn một chút xíu 8x ấy là đều nói chung là vùng quê Lục Ngạn còn khó khăn lắm. Tôi cũng sinh ra một người con của Lục Ngạn, sinh ra vào những thế hệ 9x. Không hề đơn giản đấy đi. Đây đây sang sang bên này để buộc cái này, để anh lưng cái này. Buộc đây đi. Rồi. Đây để buộc cái dây này. Cái dây nó có sẵn rồi, buộc buộc tít lại để lưng cao lên. Từ từ. Nói chung là bỏ phố về quê cũng không dễ đâu. Nhiều lúc ngày xưa tôi nhớ chứ, ngày xưa chúng tôi còn bé ấy là thường là rất là mong muốn là đi lớn thật nhanh để đi ra ngoài để kiếm tiền rồi đi du lịch các thứ. Thấy người ta chia sẻ trên lúc đấy là lúc thỏa tuổi của tôi là có tivi rồi nhỉ. Mình là có đen trắng màu đấy. Có tivi rồi, đúng rồi đấy, có đen trắng màu. Lúc đấy là chưa có tivi Samsung đâu, lúc ấy Samsung về sau bắt đầu mới có. Mình nhớ là ở nhà đây buộc lốt cái dây đi cho nó hết đẹp. 2007 bắt đầu mới. Khung hình có vào không? Anh em không biết là anh em có nhìn thấy khung hình vào không? À, nhìn thấy tạm nó khung hình vào đấy. Đấy. Thì anh em cũng biết đấy. Lục Ngạn quê tôi lúc ấy các bạn không biết đâu, đi học nha. Các bạn có thể tưởng tượng là đi học không? Đi học mà cái chỗ này thì không quay được cái đất bùn. Đi học là cái lốp xe nó ngập trong bùn, nó như thế này này. Ngập trong bùn đúng như thế này. Đấy, ngày xưa chỗ đường quê tôi là không có đường bê tông như bây giờ đâu. Còn cái năm đất đỏ chứ. Cái thỏa mà 2010 nhá, đường quê tôi vẫn là đường đất các bạn ạ. Nào anh ơi. Tạm thời cái nào đoạn nào. Đấy, đường quê tôi vẫn là đường đất. Năm đấy là đi học năm 2010, tôi đang bảo là ôi biết bao giờ quê mình nó có đường bê tông. Thế mà bây giờ quê tôi đường rất là đẹp. Rồi. Đấy. Nói chung là bạn nào bảo là thích lấy trai quê ấy, thì cũng phải xem xét. Một nắng hai sương phết đấy, đùa đâu. Không đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Về nông thôn có cái sướng mà cũng có cái khổ, cũng có sướng cái làm là không khí trong lành, nhưng mà thực ra thì chỗ nào mà trồng cây cũng không khí không trong lành lắm đâu bạn ạ. Nhớ chỉ là trong lành hơn thành phố tí thôi. Chứ nói thật với bạn nha, ở quê nha, đến cái mùa nhá, thuốc, đến cái mùa người ta phun thuốc sâu bảo vệ thực vật. Thực ra thì bảo vệ thực vật bây giờ ấy là cái thuốc ấy là đã theo thuốc sinh học rồi. Thế nhưng mà quan trọng hơn ấy là nó vẫn mùi hôi. Eo ơi, đến cái mùa, nói thật với bạn là đến mùa vải này, mùa táo này là hàng xóm phun thuốc bảo vệ thực vật nó kinh nghiệm lắm. Nhà tôi thì phun nó định kỳ, ví dụ như 15 hoặc là 20 ngày phun một lần tùy theo chỉ định của thuốc. Đấy. Có nghĩa là nó hết tác dụng của thuốc rồi. Một là phun tiếp để cho quả lớn, có nghĩa là để bảo vệ quả không bị sâu hay là bị sâu ruồi ấy, những con ong ruồi ấy, chứ không phải là chúng tôi là phun thuốc để cho nó kích thích lớn quả. Đấy, kích thích lớn quả thì chúng tôi là tưới nước với bón phân rồi. Đấy, thậm chí bây giờ chúng tôi bón phân bằng phân chuồng. Đấy. Chứ không phải là chúng tôi bón phân hóa học. Phân hóa học là chỉ lúc mà chúng tôi kích cây lớn thôi. Còn khi mà chúng tôi cây lớn có quả là chúng tôi bón phân chuồng đàng hoàng. Đấy, nên các bạn yên tâm nhá. Nào đây. Anh quê ơi. Ở đây. Em nghĩ rụt lại đi để em cho cây này gác qua đi. Ở đây đây. Cho khỏe đi. Ok đấy. Rồi đấy. Thế thì từ từ để cho luôn. Đấy, được rồi. Đấy, 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 như thế này. Okay, hợp lý okay. Đấy. Thế nên là các bạn đừng có nghĩ là quê tôi phun thuốc thuốc sâu hay là bón phân không tốt. Quê chúng tôi là lúc cây nhỏ là chúng tôi bón phân hóa học. Lớn lên thì chúng tôi bón phân chuồng. Nói chung là
nói chung là phân, là phân sinh học đấy, đúng không? Chẳng đại khái là phân, phân sinh học để cho các bạn hiểu đấy. Phân chuồng ở đây là có nghĩa là phân, phân động gà, vật, phân gà các thứ đấy. Mà nhiều lúc là còn mang cả đi cắt cây xanh, nhiều người còn không biết cây xanh là cái gì luôn đấy. Ngày xưa thì có cây xanh nhưng bây giờ không có cây xanh nữa rồi đấy. Cây xanh mình ủ để làm nước tưới các kiểu. Ngày xưa là Việt Nam còn khó khăn nên là sẽ chưa có phân bón, sẽ dùng cái cân phây xanh, cân đấy là gọi là phân xanh, phân xanh. À, quê tôi gọi là phân xanh nhưng mà nhiều thêm khác thêm gọi là cái cây gì, cây kéo hôi, đúng rồi, thêm đấy. Một tên gọi nữa là cây kéo hôi. Cây đấy thậm chí còn buộc chị cả vết thương hở máu cơ. Thở thở nhỏ mà đi nghịch mà hay chảy máu là thường là nhưng mà nó cũng gọi là cái mẹo là cũng hay thường đấy. thường là lấy cái cây đấy nhai nhát ra xong đắp vào vết thương để cầm máu đấy. Ngày xưa khó khăn thế đấy, bây giờ thì động tí là phải băng gạc ngay, không có băng gạc là khóc thét tè nẹt lên. Các bạn đừng có hỏi trai quê là tại sao trai quê lại có bộ đồ này nhá. Nếu mà mọi người theo dõi lâu trai quê ấy, thì trai quê cũng đã từng có thời gian phục vụ trong quân ngũ, nhưng mà cái thỏa đấy thì mình không có quay được clip đấy, khi đi về mới quay được clip thôi. Cũng đã từng đi tham gia dân quân, thế nên là có cả áo dân quân mới lại có cả áo bộ đội đấy. Đấy, bây giờ là sẽ làm nốt một cái góc này nữa em ơi, sang đây làm nốt cái góc chỗ này nữa để cho nó xong đi cái cây dài chỗ này. Đây để em buộc nốt đoạn này đó, đang vướng nốt đoạn này buộc cho xong đấy. Nhiều khi các bạn cứ bảo là về quê, tôi thật với các bạn nha, về quê các bạn phải có sức khỏe đấy chứ không là không về quê được đâu. Như tôi sinh ra ở quê này, quả ngày của tôi sinh ra là khó khăn lắm các bạn ạ. Yếu rơm rơm là hơi mệt đấy. Nhiều bạn cứ bảo là về quê lục ngạn cây trái, nó thật cho bạn nhé, để được những cái trái cây không hề đơn giản. Để được những trái cây để các bán lên cho các bạn, bán tay các bạn là cả một quá trình. Đâu đấy, cây nào nhỉ? Đây cây ngang này. Ở đây rồi đấy. Ví dụ như cái cây táo này nhé, tôi nói thật với các bạn nhé. Ví dụ như cái cây táo này, cái cây táo này phải bỏ ra khoảng thời gian bao lâu nhỉ? Tầm tháng 4 thì bắt đầu nó lên cây. À không, sang Tết ta bắt đầu chặt là xong, bắt đầu tầm tháng 4 bắt đầu nó lên cây rồi. Tháng 3, tháng 4 bắt đầu là lên cây. Có nghĩa là sau một vụ sau Tết ở Lục Ngạn này có hai loại táo, táo đài và táo xuân. Thì sau khi cắt cây, như cái mọi người đang thấy cái cây gãy ở đây là hôm mưa bão gãy cây này. Đấy. Thì sẽ cắt cây đi như thế, sau đó là sẽ là chăm sóc nó lên như thế này. Thì đến tầm tháng cuối năm như thế này, bây giờ là tháng 9 rồi, chuẩn bị sang tháng 10 thì bắt đầu là cây táo bắt đầu với ra hoa. Ra hoa sau đó là chúng tôi chăm sóc đến cái tháng 11, tháng 12, gọi là sang tháng riêng Tết thì bắt đầu mới được bán. Đấy, nối vụ như thế. Còn thì tầm tháng 6, tháng 5 thì sẽ có cây vải. Có cây vải nhá. Nói chung là năm nay táo thì em nghĩ là khả năng là được ăn là hơi ít. Ừ, buộc xong góc đấy là chuyển xuống góc dưới này nhỉ. Đúng đấy. À, trong quá trình mà tôi chuyển máy quay là nó sẽ quay liền một lúc thì nó sẽ là động một chút cho anh em thông cảm. Đấy. Có thể là trong video nó không được nét cho lắm thì nó quay với góc ngược nắng ngược sáng. Tóm lại là anh em chúng tôi là không có cameraman đâu, đặt ở đây quay trò chuyện tâm sự mọi người thôi. Video ngày hôm nay chắc là nó sẽ rơi vào khoảng đâu đó là khoảng hơn tiếng đấy. Em nghĩ là mình di chuyển đi. Ở đây thì buộc nốt chỗ này, xong đầu là mình sang bên phía góc quần này. À, cái chỗ này có cần cái cây nào nữa nhỉ? Thôi. Đoạn này em nghĩ là thôi. Đấy. Nói chung là cái dàn táo này thì chúng tôi buộc, nếu mà bạn nào mà quan tâm đến trai quê thì mời các bạn thêm cây nữa. Đến vụ mùa đấy, chuẩn bị là tầm tháng 11, tháng 12 thì mời các bạn về với quê hương Lục Ngạn để trải nghiệm. Nói chung là nếu các bạn xuống cánh đồng nhá, có bạt ngàn cánh đồng luôn. Nói chung là các bạn đi giống như vào mê cung ấy. Đấy. Tí nữa quay qua cao cho mọi người xem. Thì tí nữa sẽ làm một video khác, nhưng video này chắc là khá là dài rồi. Chắc là anh em chúng ta sẽ phải làm video khác. Đấy, thì anh em chúng tôi, anh em trai quê chắc là sẽ phải làm một video khác các bạn ạ. Chứ nếu mà để mà làm vẫn video này thì nó hơi dài đấy. Mọi người xem chắc là sẽ rất là dài. Đấy. Thì có thể là anh em chúng tôi sẽ làm một cái video khác. Em nghĩ em bắt thêm một cây ở đây đi. Thì hơi chói quá, đến lúc chói hơi. Không, cho nó chéo ra chỗ này để cho cây nó đỡ yếu. Đây, cho chỗ này đi. Như này, đấy. Như này. Cây nó sẽ đỡ yếu, là nó chéo đây luôn. Nó bắt được cả hai dàn.
Mọi người thấy đấy, bây giờ là tầm 9 giờ sáng rồi, nắng đã bắt đầu lên. Đấy, nắng lên rực mỡ rồi. Để anh chuyển cái góc cam này xuống nhá. Mọi người chờ tôi xíu để tôi chuyển góc cam này xuống dưới kia thì chắc là sẽ thuận lợi hơn để cho mọi người quan sát. Đấy, thì anh em thông cảm nhá. Đấy, góc quay của anh em chúng tôi là nói chung là tận dụng thôi, chứ nó không có phải là một cameraman chuyên nghiệp, nó không phải là một nhà đạo diễn, nó không phải là một nhà sáng tạo. Lâu lắm rồi không quay lên cho mọi người thì sẽ quay cái clip lên đây để cho anh em bao lâu nhỉ, cùng chúng tôi hả? Mình bao lâu mình không quay rồi nhỉ? 2 năm rồi đấy. 2 năm rồi, khá lâu rồi, khá là lâu rồi. Cuộc sống cơm áo gạo tiền là xa anh em quá mà. Nhiều khi người ta cứ hỏi chúng tôi là sao lâu về quê, thì nói thật với các bạn là có nhớ nhà hay không. Thực ra đi ra ngoài ai cũng nhớ nhà. Tại là hơi khó khăn nên em phải bươn chải đi ra ngoài để kiếm đậu. Chỉ là bán mình cho tư bản thôi, bán mình cho tư bản không có thời gian thôi. Chứ còn nói thật với các bạn là ai có mong muốn ở làm ở gần nhà, có một mức lương ổn định để sống, tối về cơm nhà. Không ai muốn xa quê cả. Đấy. Xong góc đấy à? Xong góc đấy à? Đấy, sang góc này thì em buộc lốt mấy đoạn nữa xong. Đây, thì bây giờ là chúng tôi sẽ chuyển cái góc camera men sang bên phía bên này để gửi cho các bạn xem. Buộc lốt góc đấy xong xuống góc này nhá. Đấy, thì sẽ quay cho anh em xem này. Đây, chúng tôi sẽ chuyển góc dần. Đấy, chúng tôi sẽ chuyển góc dần. Trong quá trình chuyển góc thì nó sẽ hơi động một chút thì anh em thông cảm. Đấy. Đây. Đây rồi. Nói chung là cái máy điện thoại của tôi bây giờ đang quay cái clip này là đang nóng hừng hực luôn. Đây là anh em thông cảm. Liệu có sập nguồn đấy? Không sập. Pin thì nhiều nhưng mà máy nó hơi nóng thôi, tại vì là nó không phải là một máy quay chuyên dụng. Đấy, tôi đang quay điện thoại bằng cho anh em thôi. Thế nên là có những cái góc nào đó là nó hơi rung động một chút thì anh em thông cảm. Đấy. Ôi là chỗ này cây dư này thì cắm vào đâu nhỉ? Thôi cây dư đấy là để sau đến lúc đoạn nào mà nó ngắn quá mình có thể mình ghép chỗ này đi. Chỗ này thì đoạn này em nghĩ là đây cây này đi. Bắt cây ngắn thôi. Không, cho hẳn ra cái kia đi cho nó. Đánh thẳng ra này đấy. Thế thì ra cho cái đấy lên. Thế này cũng được đi. Ừ, đấy. Cũng được. Không, tí nữa xem có cái cây trống đâu, cây nó thấp ngắn ngắn, cây trống buộc với cái cây vào giữa để chống tạm chỗ đấy thì nó sẽ khỏe hơn cùng. Từ nào. Em cứ buộc nó vào đã. Ồ, hết rồi à? À cái gãy này. Cái nào đã. Hơi đây này. Thì buộc nó vào chống vào cái cây giữa này thì cho nó có cái chỗ cây chống điểm là ok rồi. Đấy, anh em thấy không, cái góc quay này thì đây chính là cái nơi ngày xưa anh em chúng tôi chăn heo, chúng tôi còn đỡ đẻ heo nhé. Nói với các bạn, chia sẻ với các bạn, anh em chúng tôi còn đỡ đẻ heo. Ngày xưa vườn nhà tôi nó chưa có cái bờ vành lao bằng gạch như bây giờ, nó là bờ vành lao bằng cây gai. Nếu mà ai mà thuộc thế hệ 8X, 9X, 7X thì mới biết là cái cây gai bờ rào nó như thế nào, nó rất là có nhiều gai. Đấy, sau đó là con lợn nó ra đấy, nó làm ổ gì ấy, anh em chúng tôi là đi gọi là đỡ đẻ cho heo. Đấy. Ôi em vẫn nhớ đấy, cái kỷ niệm đấy. Ôi, có khi là phải chuyển một cái góc sang ở dưới này nhỉ? Ừ, em nghĩ là phải chuyển đi chứ thì mọi người mới thấy được. Đấy, buộc lốt chỗ đấy, buộc lốt chỗ này đi xong để. Đây, để em cho cái dây này lên. Đấy, quay cho anh em thấy là cái công tác làm vườn của chúng tôi. Cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống hàng ngày. Nếu mà ở nhà mà là sẽ như thế này đấy. Nói chung là từ giờ anh em chúng tôi sẽ về quê nhiều hơn để quay cho anh em. Bây giờ thì táo nó chưa ra quả, cho đến mùa ra quả anh em chúng tôi sẽ về quê nhiều hơn để quay các clip táo quả cho anh em nhé. Đấy, mùa vụ này là anh em nào có quan tâm thì và lục ngạn du lịch cũng như ăn trái cây tại vườn. Đấy,
tôi thì không có cho các bạn mang về nhiều, nhưng mà các bạn đến vườn ăn thoải mái. Còn khi các bạn về để nói thật với các bạn là vừa bán vừa cho thì các bạn cũng ủng hộ tôi. Chứ còn mà để cho cả thì nói thật với các bạn là kinh tế thì trồng cả một vụ thì ra thì để trái cây là để bán. Đấy, các bạn cũng hiểu là chúng tôi cũng cần phải có cơm có gạo ăn. Đấy, tình cảm rất là tình cảm rồi, thế nhưng mà có hỗ trợ tình cảm nó tốt hơn. Đúng nhỉ? Ra điều chỉnh máy quay đi xem như thế nào. Xem bây giờ xuống góc nào. Đâu nào? Em nghĩ là mình xuống góc dưới này đi. Xuống góc đấy á? Ừ. Thế từ từ để anh buộc luôn cái góc này đã, xong rồi chuyển qua góc đấy. Vì xuống góc này nữa là một đoạn nữa là cũng là xem rồi đấy. Ừ. Buổi sáng thì bây giờ anh em chúng tôi quay là không phải là quay ban đầu, mà buổi sáng giờ là cũng buộc được một cơ số rồi thì bắt đầu chuyển quay. Đấy. Vậy là cũng làm được một lửa. Đúng rồi. Thấy rõ không? Nét nè nẹt luôn đi chứ. Ok, đi. Xuống đi. Đấy, xin mời các bạn đi chuyển góc phía bên dưới này cùng anh em quê chúng tôi để làm cho góc chéo. Chắc là xuống góc chéo này để góc chỗ này, xong để góc chéo đây thôi cho nó chéo tản đây được không, ổn không, góc chéo không đây, hoặc là cho sang chỗ này đi, cho chỗ này, chỗ này để quay chéo bên dưới bên này luôn để cho anh em xem. Đấy, cho chéo bên phía bên này nhá. Đây, em nghĩ chéo như thế này thì mọi người nhìn thấy rõ khung cảnh của nó. Mỗi tội là các bạn sẽ nhìn anh em quê chúng tôi hơi xa thôi, nhưng không sao cả, miễn là nghe thấy giọng nói ấm áp của anh em chúng tôi được rồi. Thật nào. Đi ra ngoài kia để chỉnh nhá. Đấy, nó sẽ hơi rung góc một chút xíu thì anh em thông cảm. Đây rồi, xuống hẳn cái lối góc giữa đây. Được rồi đấy, xuống đây. Rồi, ok. Đâu, ra đây em nghĩ là cho này cao lên xíu. Ấm áp nghẹo ấy. Ừ. Đấy, được chưa? Anh em thấy rõ chưa? Đấy. Thì trong cái buổi làm việc này thì nói thật với mọi người là anh em chúng tôi phải làm lại hết cái đống công việc như thế này. Đấy. Rất nhiều anh em không biết là cái cây này cây gì đâu nhá. Đây, cái cây mà mọi người, mà các cô gái mà hay thích ăn mà cái món mà gà xào nghệ ấy, là nó là đây này. Đấy, nhưng mà ở hơi xa camera so với anh em thì tí đó tôi đến gần tôi sẽ quay đến gần để giới thiệu về cái cây nghệ cho anh em nhé. Bây giờ thì phải cởi ra để buộc đặng, chứ không má tôi về quê mà không giúp được mẹ thì chúng tôi rất là buồn. Đấy, các bạn cũng biết, không biết các bạn nhìn có xa có rõ không, nhưng mà chắc là sẽ nghe tiếng rõ hơn nhỉ, đúng không? Đúng rồi, nhưng mà nghĩ em buộc cái này cao quá không? Cao quá đấy, xuống thế nào cho nó cân bằng đi. Được, cái đoạn này ông áo mẹo ấy. Thôi được, được rồi, ông áo mẹo thì buộc theo kiểu ông áo mẹo. Tí mình buộc để cho nó có một cái cây nó vít ngang đây. Không thấy thành dài đâu nhỉ. Mọi người có nhìn thấy rõ không? Chỗ này cành táo nhà tôi nó bị xước rồi, không nó rậm hơn nhiều. Nếu mà không có cơn bão này thì thực sự ra là táo là xanh om luôn. Đấy. Thì góc quay thì mọi người sợ nhìn còn hơi khó so với bây giờ. Đi ra chỗ này đi. Đây, anh em có thể tạm hiểu là cái chỗ vườn táo nhà chúng tôi thì bão ra ghi vừa rồi. Thế là mới có cái clip này để quay cho anh em. Tôi thì không phải là thần thảo dược giống như mấy ông ở Lục Ngạn với Sơn Động ấy. Ông nào cũng thấy lên cây lên rừng bảo làm thảo dược. Tôi thật với các bạn, tôi không biết là cây nó tác dụng gì không, thật không ấy. Ông nào cũng thấy bảo làm thảo dược, sợ lắm thôi đó. Bây giờ ở quê ai cũng thấy bảo là làm thảo dược nhà tôi tốt thì không biết là tốt đến cỡ nào. Nên là anh em chúng tôi thì cũng chả phải thần thảo dược gì, chỉ là làm lông thôi. Thế nên là quay cho anh em những clip làm lông như thế này gửi tới cho anh em xem. Bây giờ đã bắt đầu lắng, có khi là tầm 10 giờ rồi đấy nhỉ.
em nhỉ. Ừ. Anh em ta cố lên. Xong về. Chưa nắng rồi đấy. Sạm hết màu da đâu. Nói thật với các bạn là làm công việc này thì không ai mong muốn đâu. Nhưng mà vì là công việc của nhà. À kia, tí nữa lên kia lấy một cái cây kia để buộc ngang chỗ này. Cây chỗ này gãy để anh lên lấy. Đây sang sang bên này để buộc nốt cái cây cây ngang chỗ này đi. Chú đứng ở đây đi, để buộc cái cây ngang chỗ này lên. Không để lên kia, lôi để buộc cái cây ngang bên dưới này. Hình như thiếu một cây thì phải. Rút ở chiều của em đi, xong để cho ra đây cho anh. Ừ. Ô, thế lại là một cây chéo à? Sao lại chéo thế nhỉ? Nhẹ trôn, trôn cọc. Ừ. Thôi thế thì mình ăn chéo đi. Ôi giời. Ừ, đây đây. Gió kiểu nào thì mình chơi kiểu đấy. Không, cho chéo là cho chéo hẳn vào cái... Đây à? Ừ. Vào đây. Ừ. Em nghĩ là nó... Đỡ. Ừ, ra cho lên. À thôi, anh bảo này. Ừ. Chéo vào cái cây cây bên kia xong tí có một cây cái chỗ này thì mình buộc lối ngang cả hai điểm này nữa thì nó chắc hơn. Được rồi đấy. Thiếu. Không thiếu đâu. Buộc đi. Để anh ra điểm giữa này anh giữ cho. Đây đây đây. Như này. Đấy thì nó sẽ buộc vào cây này. Đấy. Mọi người thấy không? Cái chỗ ấy phải buộc phải hai lớp dây vào. Không phải yếu đấy, chứ không phải buộc thế được đâu. Có ngay. Lâu không về quê mọi người ạ. À? Thực ra anh em chúng tôi chăm về phết đấy, chẳng qua là không hay lên hình ảnh thôi. Có về nhưng mà dạo này lại ít lên hình ảnh cho mọi người xem. Dịp này bắt đầu mới lên nhiều hơn. Ok anh ơi. Rồi, ra điểm giữa đây đi, xong để anh ra điểm góc. À thôi, buộc cái này để anh giữ ở đây cho nó lối vào cho nó buộc cho nó chắc. Ây giời. Nói chung là giờ trong cơ thể chúng tôi là nóng và ngứa mọi người ạ. Em đang ngứa hết rồi này. Ok. Ôi. Buộc cái này không ổn rồi. Vẫn ok mà. Đấy, nói chung là các bạn không biết đâu, đi làm này ngứa lắm. Ngứa kinh điển luôn, tôi ngứa hết người rồi. Nhưng bây giờ vẫn phải làm ấy. Chưa được nghỉ đâu. Mục tiêu target là xong. Để mẹ tôi đỡ vất vả. Mẹ tôi buộc ở nhà vất vả lắm. Anh em chúng tôi về để phụ trợ mẹ. Cây ngoạm hạ cây dần xuống để cho nó ủy ra đây rồi được cái đấy. Chắc là cũng hết bão rồi. À không, mày kéo hai cái cây này ra thôi. Đây. Không, ừ, không vẫn ngả vào đấy, không nhỡ nó gãy. Đấy như thế đúng rồi, để tạm nó thôi. Nhiều lơi bây giờ mà vẫn còn đang đâu nào, như ở trên Hà Nội nhỉ? Ừ. Vẫn nước cũng vẫn đang ngập lưng nhà. Rồi, buộc cái thanh này đi. Anh nào đi bây giờ. Đấy, buộc chéo. Em nghĩ là chỉ có buộc chéo thôi. Ở đây, buộc vào cây đấy. Hoặc là buộc vào cây táo thôi. Đây, nói chung là... Đấy, đây, đây. Hả? Ra. Đây. Nhấc lên đi, nhấc lên mà để làm điểm tựa nó phải khỏe hơn không? Không, như tựa này. Gì để này thôi. Không tí buộc một cái điểm đây nữa. Hay là được cái lối hai điểm rồi. Đây 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 đấy, cong ở đấy để buộc tí hai điểm nữa là xong. Nắng đấy mọi người ạ. Mọi người không biết là giờ tôi nóng lắm rồi. Đang kê cái đầu này để buộc đây. Gấp rút. Nắng lên rực mỡ rồi.
Nói chung là rát hết tay rồi mọi người ạ. Lâu mình không làm nữa. Không phải là bảo là con trai mà không ấy đâu, nhưng mà rít cái này đau tay, nếu mà để găng tay thì nó không rít được. Đấy, bắt buộc là phải rít tay không. Anh em chúng tôi có dự định là sáng nay buộc xong tôi sẽ đi tỉa thêm cây na, tỉa cành, tỉa cây nhãn, tỉa cây bơ. Thế nhưng mà chắc là cái dự định như thế này thì nắng là hơi khó để có thể thực hiện được rồi. Đây, để kiếm cái cây ngang buộc lốt cái cây ngang chỗ kia đi nhỉ? Hay là xuống buộc cái chỗ lối này? Cây ngang thì đây rồi. Cây ngang có chưa? Có, sẽ buộc cái lối bên này. Đấy. Đây, tôi sẽ chuyển góc quay cho anh em nhé. Đấy, chúng tôi, anh em chúng tôi sẽ phải buộc một cái góc ngang này nữa. Ui, nóng, mồ hôi là chung chảy cay hết mắt rồi đấy mọi người ạ. Đấy, mục tiêu anh em chúng tôi là cái dàn táo này tầm về tháng 10 sẽ quay cho các bạn đi hái táo. Không biết tầm tháng 10 là âm lịch thôi, còn này nếu mà tính ra mà tháng này thì phải tháng 11, tháng 12 thì mới được ăn. Đấy, gọi là kíp Tết rồi đấy. Hên xui là xem có được đậu quả nào không. Ừ, năm nay không biết có đậu quả không. Vừa sau cái trận bão vừa rồi kia thì gió nó tạt như thế này thì khả năng là hơi khó. Thế bảo đấy mà năm nay mà bảo có táo thì nghĩ là cũng đắt đấy. Ừ. Vì hầu như cái gì nó mất mùa nó cũng đắt mà. Năm nay quê tôi là vải mất mùa này. Vải vừa rồi cũng đắt đấy. Nhiều vải người... vừa rồi là các bạn xem trên cái phở bò chàng trai quê đấy. Thì bưởi hầu như là rụng. Cam thì cũng không. Nói chung là cái trận gió bão vừa rồi là cũng lấy đi cơ số gần hết các bạn ạ. Rất là xót. Thiệt hại cho bà con rất nhiều luôn ấy. Nhiều lúc bà con chỉ trông chờ vào vụ hoa màu mà thiên nhiên nó đổi giận một cái. Thực tế là quê tôi là cả một năm mà trông chờ vào trái cây đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Không như quê các bạn. Để có thể mà được như bây giờ thì nói chung là cũng trải qua nhiều khuôn góc. Cái trước đây là cái vườn, à đâu, kể với các bạn một chút, trước đây là cái vườn này của nhà tôi là vườn cây vải em nhỉ. Ngày xưa là vườn này là vườn cây vải. Sau đó là vải thường hay mất mùa tại vì là bây giờ khí hậu nóng lên rồi. Đấy. Nên là anh em chúng tôi lại bắt đầu chuyển qua trồng cây táo. Táo thì năm nay gió mạnh quá. Nhìn xuống cánh đồng táo mà thấy chán cuộc đời luôn. Thôi rồi, để anh chuyển góc quay bên này cái nhá. À đấy, sao nghe góc quay này nhỉ? Đây mọi người ạ, đây. Để anh em xe quê chúng tôi sẽ quay cho các bạn mà tất cả những cái công tác làm việc. Không biết là các bạn xem như thế nào. Chắc là đang rất là mờ đúng không? Đấy. Em đang nghĩ mà mọi người có tò mò không ấy. Anh em cũng phải thông cảm nhé. À đây, quên đấy, còn cái điểm này chưa buộc. Hỏng không như này. Vì nếu mà mình mà dân lục ngạn thì nhịp phát là biết ngay. Còn nếu mà mọi người quê chỗ khác này thì chưa chắc là biết là anh em mình đang làm cái gì luôn ấy. Ừ. Ấm áo cũng nghẹo.
À, thế thì cho chắc luôn. Gọi cái bàn. Đến lúc lại rơi lúc nào không biết đấy chứ. Đây cũng đấy, mục hết rồi. Công tác như này là rất là cần thiết các bạn ạ. Để chuẩn bị cho một vụ mùa tiếp theo thì... Ôi giời, dây nó cứ rơi lá táng rồi này. Quả ôi sai đấy, là gãy cành luôn á. Nói chung là để được một cái vụ mùa thì không hề đơn giản. Từ công chăm sóc cây lớn, xong rồi bắc giàn, sau đó là phun thuốc bảo vệ thực vật, trồng cho quả lớn rồi đi bán cho các bạn. Mà bán nhá, không phải đơn giản đâu nhá. Đi bán bây giờ cũng bị thương lái ép giá lắm ấy mọi người ạ. Đấy, bán đến tay mọi người, khách hàng là không biết như thế nào chứ. Nhưng mà quê tôi đi bán là thương lái ép giá lắm. Không hề đơn giản để bán được một quả táo đâu. Trồng quả đã khó rồi nhưng đi bán nó còn bị ép giá nữa cơ. Chỉ khổ bà con thôi, mất công chăm sóc. Mà chăm sóc mệt ra ra thấy không? Chăm sóc mệt ra nhiều lúc. Đi bán thì rẻ, thương lái thì người ta ép trừ thế này trừ cái kia. Còn gì bán được còn được bao nhiêu tiền đúng không? Nhiều người bảo là bán vải. Đấy, mà nhất chi là bán vải. Chờ đến lúc sang bán vải thì chúng tôi, anh em chúng tôi sẽ kể cho mọi người là đi bán vải nó như thế nào. Bây giờ vườn táo thì chúng ta chuyên vào táo. Táo bây giờ thì thực ra thì cái sọt thì cũng phải trừ là đúng thôi. Thế nhưng mà liên quan đến vấn đề ép giá nhiều lắm ấy. Vừa ép giá, lùi cân, thế là lúc đi bán vải. Lùi cân ép giá các kiểu. Vải xấu thì chê. Đúng không? Đúng rồi, xấu ra cũng chê là đúng rồi. Nhưng mà xấu thì bán có giá xấu mà. À thì đúng rồi. Ui. Đẹp thì có cái giá riêng. Giống như mình trồng táo này. Quả to quả nhỏ đúng không? Dự tính quả nhỏ như mình ví dụ là mình bán ra cho mọi người thì giá tiền nó lại là khác. Quả to thì mình lại bán ra một giá khác. Đúng rồi. Các bạn ạ, dự tính anh em chúng tôi còn bao nhiêu gốc táo đó nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gốc nữa. 9 gốc nó vẫn chưa buộc. Nói thật đó mọi người, từ sáng giờ là buộc cũng được cơ số rồi đấy. Thế nhưng bây giờ còn 9 gốc nữa để hoàn thành công việc buổi sáng này cũng khá là căng. Cố lên này. Kéo cộng thêm quải đấy. Nào. Mà thế này thì kia là phải buộc cây ngang trước, hạ cây xuống đi. Thì để em buộc thế này. Ôi giời. Ôi. Thế chuyện này. Đến bây giờ cái dây nó không muốn làm việc nữa rồi đây này. Thế thôi em hoa hết cả mắt rồi đây này. Nhưng mà đúng thực sự là không biết mọi người đi làm và làm việc một lúc có hoa mắt hay không nhưng mà đúng. Em là em thấy hoa mắt rồi. Vâng, mẹ cứ để đấy đi. Mẹ cứ để đấy cũng được. Vâng. Mẹ che cái gì lên? Tí nữa con đi ra quán xem có cái gì ăn thì mua sáo. Ăn uống bây giờ nó có quan trọng mấy đâu. À mẹ ơi, tí mẹ mua con cá về nha, lâu lắm không ăn cá luộc bia kho lá ngải. Vâng, thế tí mẹ mua cá. Thế để đấy tí ra. Tí ra chợ con mua cho. Đấy. Phút mốt mà. Lâu lắm không ăn cá mọi người ạ. À, mọi người có biết cây gì đấy không? Đây là cây lá ngải, quên không khoe mọi người. Ra đây. Con đang cố tranh thủ một xíu để xem nó có xong đây. Con đang hòa hết cả mắt rồi. Thôi lâu lâu đen tí cũng được. Nhiều cô bảo là anh trắng quá, anh cũng bị bệnh gì không? Mình cứ phải ra ngăm ngăm mới được đấy. Ủa vẫn ok mà. Nào,
Thế á? Chứ của anh không ok rồi. Vẫn vàng á, có màu vàng không? Nó có hiện cả màu vàng đấy. À, có cả màu vàng rồi. Thế của anh không có màu vàng là sao? Có hết pin không nhỉ? Rồi nhanh lên, xong rồi đi vào đây ra. Cãi cổ như mấy thằng nghiện nơi. Thế chỉ có mỗi của em và mít rồi à? Hay là hết pin rồi? Chắc là lâu không sạc rồi. Quên đấy. Xin lỗi mọi người. Đi. Mần hết cổ rồi. Mẹ mua gà gì ấy mẹ? Gà hồ á? À, gà chân to á? Bao nhiêu tiền một con á? Đắt thế á? 15.000 đi. Mẹ mua mấy con? Thế thì mẹ phải dốt nó vào để đợi khi nào lớn mới thả. Để con lên con xem nào. Chỉ che qua thôi, che. Sao không mua thêm mấy con vịt về ta? Chắc là anh em mình đứng đây để chào khán giả thôi, tại vì mic của mình cũng hết pin rồi đúng không? Đây đứng ở đây. Mic vào đây đúng không? Thôi đúng để cho nói lần nữa. Xin chào các bạn. Anh em quê chúng tôi thì ngày hôm nay nói thật là vẫn muốn quay cho mọi người nữa, nhưng mà một bên mic của tôi thì cái mic bên này hết pin rồi. Nó bị hết pin rồi, quên tôi không sạc. Đấy. Thế là thôi để tôi tắt một đoạn đi, xong bây giờ tôi đi về tôi sạc pin. Sau đó là tí nữa tôi sẽ xuống tôi quay cho các bạn thêm một cái video là về cây đay, xong rồi là thiệu cho anh em về cây xả. Ôi nhiều anh em ăn thịt chó không biết cây xả là cây gì. Đấy đúng không? Đấy, tiếp nữa là cái cây láng hải. Một cây nữa thì dưới vườn chúng tôi là có rất nhiều các cây. Thì anh em chúng tôi xin phép là chào mọi người ở cái clip này đến đây thôi, tại vì mic đã hết pin, tôi quên không sạc. Thì bây giờ rất cảm ơn anh em đã theo dõi clip này nhé. Bây giờ thì xin phép mọi người chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn anh em đã theo dõi Trai Quê. Và nếu như anh em nào mà có muốn mua hàng gì, sản phẩm gì thì anh em cũng đội có gắn ở phần giỏ hàng. Đấy, đúng không? Đúng rồi. Để anh em có thể là trải nghiệm thêm những cái mặt hàng sản phẩm đó. Và vậy thôi, video này nó hơi dài và có lúc thì có khi là mic của tôi hết mic từ lâu rồi. Em nghĩ là hết. Mỗi thằng em thôi, nó có mic thôi. Còn bây giờ nói sao nhỉ? Cảm ơn anh em mọi người, các fan của Chàng Trai Quê đã xem anh em quê chúng tôi đến thời điểm bây giờ. Còn bây giờ thì video xin kết thúc để nhường cho những cái clip khác đúng không? Đúng rồi. Nhường clip khác. Bây giờ xin chào mọi người nhé, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye. Cảm ơn mọi người.